Tại vì cái nông mặt cũng làm cho yếu tố chúng ta bị đào thải dầu nhiều hơn, bụi bẩn tắc nhiều hơn, chúng ta triệt đi cho nó, cái lỗ chân lông nó nhỏ lại. Thì chúng ta nhìn thấy đây này, cái tình trạng mụn này, ở đây là mình gọi là những cục nang nha các bạn. Thì những cục nang này không có tin tưởng lắm nên đưa con về. Khi mà bạn được mẹ đưa về thì sau một năm thì sẹo rất là kinh khủng, và qua kênh YouTube thì bạn biết đến Hiền Vân. Còn hôm nay là một ca bệnh lý khác nha. À, em trai ơi, em ở quận mấy? Dạ quận Bình Tân. À, em Bình Tân. Rồi sao em biết đến Hiền Vân chị Ba? Dạ em xem trên YouTube ạ. YouTube. Sao em chọn Hiền Vân chị Ba để lấy mụn? Dạ em thấy yên tâm. À, em thấy yên tâm. Em còn bị có như là nang này đấy, nếu chúng ta không lấy thì chúng ta sẽ để lại những sẹo rỗ rất là to nha em trai nhá. Dạ. Em có xem cái hôm bữa chỉ cách đây mấy ngày chị Lan của bạn ở Đắk Lắk ạ. Thì các bạn thấy được là đây này, mình phân tích này, bạn khách hàng của mình nông mặt rất là nhiều. Có nhiều người thì cái nông mặt nhiều thì trước hết ý, cái nông mặt nó cũng làm cho chúng ta bị mụn nhiều nữa. Nhưng bây giờ thì thứ nhất là về kinh phí, thứ hai điều kiện các bạn còn nhỏ quá, chúng ta vẫn phải điều trị mụn trước. Sau đó thì nếu có điều kiện sau này thì chúng ta sẽ phải tư vấn khách hàng triệt cái nông mặt đi. Tại vì cái nông mặt cũng làm cho yếu tố chúng ta bị đào thải dầu nhiều hơn, bụi bẩn tắc nhiều hơn. Chúng ta triệt đi cho nó, cái lỗ chân lông nó nhỏ lại. Thì chúng ta nhìn thấy đây này, cái tình trạng mụn này, ở đây là mình gọi là những cục nang nha các bạn. Thì những cục nang này sau khi mà chúng ta lấy không đúng cách hoặc điều trị không đúng thì sẽ để lại sẹo rỗ. Sẹo rỗ như các bạn, chúng ta nhìn thấy phần thái dương này rất là nhiều. Đó. Và các bạn nhìn thấy thì bây giờ bạn cạy nhiều. Cái này em tự lấy hay là em có bôi thuốc loại nào không? Dạ có thuốc. Rất là lâu lâu em tự nặn. À lâu lâu em tự nặn thì nó mới thành nang vậy đúng không? Dạ. À, các bạn thấy cái phần này bạn tự nặn này nó cũng tương đối là rất là nhiều. Phải nói nhiều, khủng khiếp nhất là cái vùng mép thì bạn cạy nhiều nó bị thâm hết rồi. Cũng hên là bạn bị sẹo nhưng mà chưa đến mức nặng như những bạn khác. Chúng ta nhìn thấy vùng này tại vì lông bạn nhiều quá. Đó, chúng ta nhìn thấy mụn tương đối là nhiều, rất là nhiều luôn. Và chúng ta nhìn thấy phần thái dương đang là viêm này. Cái phần này chắc chúng ta hay ngứa tay hay cạy hay sờ. Dạ. Xin chào 13 bạn đang xem cái like này. Bây giờ thì đến bên Hiền Vân rồi thì bây giờ em biết rồi. Mình không tự ý lấy nữa nhé. Dạ. Không tự ý lấy nữa. Và chúng ta nhìn thấy là cái phần trán này cũng rất là nhiều luôn này. Rất là nhiều, chúng ta nhìn phần nhiều. Bây giờ thì chúng ta lấy trên trán này trước rồi chúng ta sẽ đi xuống má. Các bạn nhìn thấy cái phần ấn đường này. Hiện tại thì mà vừa nãy mình đậy cái mắt bạn ấy, nhưng bây giờ mình sẽ lấy cái phần này. Chúng ta nhìn thấy phần ấn đường này có vùng này bạn lấy nhiều bị sẹo. Cái này em tự lấy đúng không? Sẹo rất là to và rộng. Thì bây giờ chúng ta những cái mụn này chúng ta đưa ra cho bạn ấy. Nếu chúng ta không lấy thì tiếp tục nó sẹo nữa. Bây giờ Hiền Công Hiền lấy mụn nha các bạn. Mụn rất là to luôn. Chúng ta sẽ lấy cái cục này trước đi. Đó, bự lắm các bạn nhé. Đa phần là các mẹ ở tuổi này á, thì các mẹ hay có cái tư duy là con còn nhỏ quá, nếu cho đi điều trị mụn thì nó sẽ bị hư da. Tại vì da bé, các bé còn non mà dùng mỹ phẩm thì sớm quá nó sẽ ảnh hưởng. Thì cái điều đó, cái điều lo lắng của các bà mẹ thì cũng không phải là không đúng. Đúng với trường hợp là nếu chúng ta không biết lựa chọn mỹ phẩm thì những mỹ phẩm đó nó có thành phần bào mòn hay đồ tẩy thì chắc chắn là nó sẽ làm hư da bé mất, tại vì da các bé còn nhỏ mà. Nhưng mà nếu chúng ta tìm được một thẩm mỹ viện hay một spa uy tín thì khi chúng ta lấy mụn xong chúng ta đưa những cái mỹ phẩm tốt vào thì nó sẽ giúp kích thích tăng sinh tế bào và phục hồi làn da cho bé nhé các bé nhé. Còn nếu chúng ta mà đi về những nơi không uy tín hoặc là chúng ta tin vào những lời quảng cáo nhiều quá, chúng ta điều trị mụn không đúng cách, dùng dưỡng chất không phù hợp thì chắc chắn thì anh có thể tắt đi rồi. Dưỡng chất không phù hợp thì chắc chắn là nó sẽ làm cho da của bé hư. Thì các bà mẹ lo lắng vậy cũng đúng. Quan trọng nhất là bây giờ á, chúng ta phải, anh tắt chế độ máy bay đi. Quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được nơi uy tín để mình điều trị. Như cái cục mụn này hôm trước bạn ấy nó để lại sẹo này, nhưng giờ thì hiện ấy thì chắc chắn là các bạn không bị. Chúng ta lấy lần này và lần nữa là hết nha. Đó, mình đang lách vào cái. Rồi bây giờ chúng ta lấy ổn ổn cái phần này rồi, mình đi lên cái phần này che mắt bạn xíu. Tại vì cái đèn nó hơi sáng á, nó sẽ hơi khó chịu cho cái mắt của bạn ấy. Đối với làn da này thì bạn ấy cũng đã lạm dụng mỹ phẩm điều trị mụn cũng rất là nhiều rồi. Nhưng vấn đề ở đây là bạn không có lột tẩy nhiều, có nghĩa là chưa dùng đến những cái thuốc lột tẩy mạnh. Nên cái làn da thì nó cũng còn được một chút xíu cái biểu bì thì chúng ta có điều trị nó sẽ nhanh hơn. Cái này thì đối với làn da này thì chúng ta cũng phải lấy mụn khoảng tầm 10 lần các bạn nhé. 10 lần nhé các bạn. Chúng ta vừa lấy mụn, chúng ta vừa phục hồi, vừa chạy dưỡng chất vào. Vì khi tại sao mình hay khuyên các bạn là lấy mụn xong nên chạy dưỡng chất.
Tại vì vốn dĩ da chúng ta bị mụn là đã yếu hơn da người khác rồi đúng không ạ? Thì khi mà cái nhân mụn nó nằm bên trong cái lỗ chân lông này này thì chắc chắn là cái sợi collagen tại cái vùng da chứa nhân mụn nó sẽ bị gãy. Này, thì lỗ chân lông chúng ta rất là to. Ngồi làm chị hả? Chồng đứng nè, con nữa nè. Chị hôm nay đi muộn vậy? Bận quá hả? Mới về. Bữa sướng của mình giờ nó còn hơi lấy chút ngủ riêng mà chị chào. Chưa khỏe chúng ta khi mà đánh mụn xong ấy, thường khi là da bị mụn là đã yếu hơn với những người da bình thường. Thì chúng ta phải đánh mụn xong thì thường cái lỗ chân lông chỗ này nó bị hở này, chúng ta nên chạy dưỡng chất vào. Cơ chế chúng ta vẫn có cái, nó vẫn có cái nguyên lý là tự tăng sinh collagen nha các bạn, nhưng nó rất là ít và rất là chậm. Nhưng mà nếu chúng ta chạy được dưỡng chất luôn vào thì nó sẽ hỗ trợ thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen nhanh hơn và phục hồi da tốt hơn. Thì khi nó tăng sinh collagen nhanh thì chúng ta sẽ không bị thâm này, rồi chúng ta sẽ không có bị hở lỗ chân lông nha các bạn. Tại vì các bạn cứ tưởng tượng đi, cái chân mụn nó to như thế này, nếu nó không xe khít lại được thì cái lỗ chân lông chúng ta to lắm, và sau này chúng ta sẽ bị rất là nhiều mụn ẩn dưới da. Vậy nên khi lấy mụn xong chúng ta nên chạy dưỡng chất nha các bạn. Mà các bạn, nhiều bạn cũng hỏi Hiền là khi mà lấy mụn nó có bị hở lỗ chân lông không? Chúng ta càng không lấy mụn thì chúng ta càng hở lỗ chân lông. Tại vì khi mà chúng ta có nhân mụn ý, thì bên trong nó, cái chỗ đó nó chứa nhân mụn thì nó đã gãy sợi collagen rồi. Nhân mụn càng to thì càng ngày cái phần bít tắc đó nó càng nhiều. Tại vì khi tuyến dầu đào thải nó vướng cái nhân mụn nó đâu có ra được, thì nó cứ kết chặt bên trong, càng ngày nhân mụn chúng ta càng sâu hơn và càng to hơn. Vậy nên khi có mụn thì chúng ta phải nên đi lấy mụn sạch nha các bạn. Vậy nên tất cả các chuyên gia hàng đầu về da đều khuyên chúng ta là phải làm sạch da này, phải lấy mụn này. Không có một chuyên gia nào nói là để mụn tự hết nha các bạn. Kể cả chúng ta có mụn viêm mà chúng ta uống thuốc không cũng không đủ, chúng ta phải lấy này, chúng ta phải uống thuốc này, rồi chúng ta phải thoa, chúng ta phải dưỡng này. Chứ không có chỉ uống thuốc không nha các bạn. Mình chỉ dùng một phương pháp thôi thì cái hậu quả của việc nạn mụn nó cũng để lại tương đối nhiều vấn đề. Giống như khi bị mụn thì da chúng ta yếu và nó dễ biến chứng sang sẹo. Có người thì bị sẹo lõm, có người thì bị sẹo lồi. Nhưng mà hôm bữa cái ca Đắk Lắk mình vừa chia sẻ là bạn bị vừa sẹo lồi vừa sẹo lõm với đau lòng các bạn. Có nghĩa là bạn đó thì do dồn tẩy thuốc rượu á, nó quá yếu nên khi bị viêm nhiễm nặng quá nó bị cả sẹo lõm đến sẹo lồi luôn. Thường chúng ta bị mụn ở trên mặt ý, là chúng ta hay bị sẹo lõm. Còn ở vùng cổ hay vùng lưng hay vùng ngực thì chúng ta sẽ bị sẹo lồi. Nhưng mà những bạn mà đã từng nột tẩy thuốc rượu, thuốc bắc hoặc những cái tinh chất nột tẩy có pha thành phần BHA hay AHA ấy thì nó làm tổn thương sâu quá. Thì thường chúng ta bị mụn xong chúng ta thường bị cả sẹo lõm đến sẹo lồi luôn. Vậy nên nếu các bạn ý thức một chút xíu thì sau này các bạn không có phải vất vả về vấn đề cho da mặt của chúng ta. Chịu khó điều trị sớm, điều trị đúng cách, và trước khi đi đến một nơi nào điều trị thì chúng ta phải tìm hiểu và tham khảo thật kỹ nha. Thì hiện tại thì các bạn cũng biết là hàng bao nhiêu ngàn cái phòng khám này, xịt ma này hay thẩm mỹ viện đều quảng cáo thì chúng ta điều trị mụn rất là tốt. Nhưng thực tế hiệu quả hay không thì nó còn cả một quá trình đằng sau nữa. Vì nên quyết định khi mà điều trị ở đâu ấy thì chúng ta cứ nên trải nghiệm thử một lần. Chúng ta trải nghiệm thử một lần chúng ta thấy ok thì chúng ta hãy quyết định nhé. Quyết định điều trị. Thì phương pháp đúng của cái lấy mụn ấy thì khi lấy xong, lấy đến đâu thì chúng ta sẽ giảm mụn viêm, giảm mụn ẩn ở đó. Và khi lấy xong thì da, đối với trường hợp mụn viêm này nó chỉ hơi hồng nhẹ qua một đêm là nó hết. Còn những bạn bị mụn ẩn thì nó hồng nhẹ khoảng sau 2 đến 3 tiếng là nó hết à. Nhưng bạn này chưa lấy thì đã viêm rồi thì nó phải hồng nhẹ qua đêm nha các bạn. Tại vì bạn này chưa lấy da đã đỏ rồi. Và các bạn thấy từ nãy giờ mình đi cũng rất là nhẩn nha kỹ càng cho bạn ấy. Tại vì bạn bị tương đối nhiều. Thì thường những cái cục mụn đầu đen này này, chúng ta không lấy sớm thì nó sẽ lây lan và phát triển thành nang nha các bạn. Tại vì vốn dĩ da chúng ta yếu á, cái vi khuẩn nó xâm lấn rất là nhanh, nó ăn luồn dưới da rất là sâu nha các bạn. Chỉ cần tay chúng ta sờ cạy cái là nó ăn luồn dưới da nó thành nang à. Như các bạn nhìn thấy cục này nó đang phát triển thành nang này, cục này cũng đang nang này, và cục này nang luôn. Chúng ta thấy không ạ? Vậy thì nếu như chúng ta không lấy, ví dụ hôm nay bạn không tới Hiền và chị Ba, thì mỗi cục nang đó nó sẽ để lại một vết sẹo.
em có nghĩ vậy không em trai? Hôm nay chị đấy thì nó sẽ bớt nhé. Nhưng mà tuần sau thì phải ghé lại nha em. Chứ đừng có thấy bớt thì không ghé, nhiều bạn thấy bớt cái nào không ghé. Chị biết điểm. Đúng rồi. Em bị mụn này bao lâu rồi? Từ năm lớp 7 tới giờ. Từ năm lớp 7 đến giờ. Rồi mẹ có đưa em đi chị mụn không hay tự em tìm thôi? Tự em tìm. Quê em ở đây hay quê em ở ngoài tỉnh? Dạ em ở Đắk Lắk. À em ở Đắk Lắk luôn. Ồ em ở Đắk Lắk. Vậy là tự xuống đây đi làm rồi tự đi tìm chị mụn luôn. Dạ. Em đã đi về chị nơi nào rồi? Đi bác sĩ chưa? Dạ. Đi ra nỉu chưa? Dạ, chưa. Em mới đi nhận chị ba thì hả? Hay là sao? Hay tự? Chị là đầu tiên. À chị là lần đầu tiên. Rồi đó em không biết em chỉ xài thuốc rồi. Rồi bây giờ về nhà không có xài thuốc minh tinh nữa nhá. Xem những cái nai của chị chưa? Chị thường nói là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho chúng ta nhiễm cọc này ha. Thì chúng ta sẽ bị nộp tẩy bào mòn nhá. Em phải cẩn thận nhá. Nên là em chưa đến dùng những cái phương thức của tẩy. Không nghe người ta nói là cấp tốc điều trị mụn rồi thuốc thần thánh gì, serum thần thánh gì. Chúng ta né cái chữ thần thánh này nha. Chứ cái gì mà thần thánh rồi nè. Này nọ, giấy bên này nó còn chưa ra. Tại vì nguyên tắc mụn ý, thì không có một cái thuốc uống, thuốc bôi, thuốc hoa nào mà làm cho chúng ta mụn nó tự tiêu nha em nhé. Mà chúng ta cần phải lấy. Lấy sạch như thế này này. Nhưng mà lấy phải đúng cách không em sẽ để lại sẹo nhé. Chứ không mà chúng ta muốn lấy là lấy đâu. Rất là nhiều nha các bạn, nhiều lắm. Các bạn nhìn thấy cái da của bạn nhiều không ạ? Nhiều khủng khiếp luôn á. Nhìn xin chào 17 bạn đang xem cái live này nhá. Mình đang tập trung lấy mụn á. Hôm nay thì ông xã và con trai mình đứng hỗ trợ quay cái live này nha. Các bạn thả tim cho hai người đàn ông đang đứng quay live này. Một người là ông xã mình, một người là con trai mình. Các bạn thấy không ạ, khi mà ra được một cái video mà mụn như thế này á, thì chúng ta cần phải cái kỹ thuật rất là nhiều. Thứ nhất khi người đứng quay á, là người ta hoàn toàn người ta không được đụng đậy luôn các bạn. Đứng như mấy anh chàng mà gác ở lang bác á, đứng nguyên vậy các bạn. Chỉ cần hơi rung cái là nó bị cái màn hình nó bị giật giật là các bạn xem không được. Như lúc đầu các bạn thấy mình quay không? Là nó cứ bị giật giật cái màn hình là do mình chưa có kinh nghiệm á. Nên là các bạn quay mà làm một cái đoạn mà ví dụ một đoạn phóng sự đi, hoặc là một đoạn mà video mà các bạn ngồi các bạn nói thì nó rất là dễ. Nó đơn giản hơn là mình quay cái live trực tiếp về từng lỗ chân lông này hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quay cái live mà lấy mụn như thế này này, là bộ phận máy quay á, nó rất là mỏi tay và mỏi lưng. Tại vì họ phải di chuyển theo cái tay của mình á. Mình lấy cái lỗ chân lông nào thì họ phải di chuyển theo lỗ chân lông đó. Tại vì cái lỗ chân lông của cái da mình nó rất là nhỏ. Vậy nên các bạn máy quay là phải tìm cái cự ly chính xác luôn á. Hoặc cái tay mình chỉ cần hơi cử động nhiều á là cái camera nó cũng bắt à. Nó cũng làm cho cái màn hình nó không có ổn định. Vậy nên là một người mà quay cái liệu trình này của mình lấy mụn này rất là cực. Trước thì có hai bạn kỹ thuật viên cùng quay phụ hỗ trợ mình. Nhưng hôm nay thì các bạn bận rồi. Nên là hôm nay thì ông xã mình và con trai mình đứng quay. Các bạn xem có rõ không ạ? Rất là nhiều nha các bạn. Mình lấy thì rất là nhiều. Đối với cái cục mụn ẩn như thế này mình lấy thì chắc một lần là sạch hết chân nha. Mình thường nói trên các buổi live á, nếu như bạn nào mà bị mụn ẩn ấy, chúng ta nên điều trị sớm. Tại vì có những cục mụn ẩn mà nó không có bị chai á, cứng á, thì chúng ta lấy một lần là hết rồi. Thì tại sao chúng ta không nghĩ là lấy một lần hết thôi mà chúng ta cạy cho nó viêm, cho nó nát mặt ra. Chúng ta phải điều trị này rất là nhiều lần. Mà vấn đề nữa là chúng ta phải phục hồi da nữa. Về nhà không bôi thuốc em đang xài nữa nha. Nó bong chóc da rất là nhiều này em trai. Không có bôi nữa nha. Bôi nữa sẽ rỗ nha. Các bạn thấy không ạ, nó rất là nhiều. Và đối với cái mụn ẩn này này, mình chỉ lấy một lần là sạch chân thôi, chúng ta không phải lấy nhiều. Vậy nên là chúng ta, các bạn cho Hiền biết nè, vậy thì khi chúng ta bị mụn ẩn, chúng ta điều trị dễ hơn hay là chúng ta bị mụn viêm điều trị dễ hơn ạ? Các bạn nào comment giúp Hiền không ạ? Khi chúng ta bị mụn ẩn, chúng ta điều trị nó dễ hết hơn, đỡ tốn tiền hơn, và nó không có bị da, nó ảnh hưởng đến da nhiều, hay là khi chúng ta bị viêm thì chúng ta điều trị thì nó sẽ tốt hơn.
Tại vì nguyên nhân của chính những cái cục mụn viêm ấy là do những cục mụn ẩn này này. Đó, trong quá trình khi nó viêm lên thì nó làm cho cái phần da bị hoại tử đi. Và da nó rất là yếu. Chỉ cần chúng ta tác động sai cái này nó bị sẹo rỗ ngay lập tức luôn. Và khi bị sẹo rỗ thì chúng ta điều trị nó rất là tốn tiền. Các bạn thấy cái cục mụn viêm ạ? Khi mụn viêm thì cái chân mụn mình lấy ra nó rất là to. Đó các bạn thấy không? Rất là to luôn, nó hỏng một cái lỗ rất là lớn. Vậy nên các bạn nhớ nhé, khi chúng ta bị mụn ẩn thì nên đi điều trị sớm. Nếu như bạn nào bị mụn ẩn thì chúng ta lấy một lần là sạch đến 70-80% rồi. Còn nếu nhiều hơn thì chúng ta cũng phải lấy thêm mấy lần nữa nha. Nhiều hơn thì mất độ nó dày hơn thì chúng ta không có thể lấy một lần sạch được. Đây là mình đang làm những cục mụn ẩn cứng ở trong da của bạn này. Mình xin chào 18 bạn đang xem mình like này nhé. Các bạn ơi, các bạn xem có rõ không ạ? Đây là một bạn khách hàng năm nay 17 tuổi. Bạn bị mụn, bạn nói là bạn bị mụn từ năm lớp 7 ạ. Đúng là con học thì năm nay con vào đại học rồi đúng không con trai? Đó các bạn thấy không ạ? Từ năm lớp 7 vậy là bạn bị mụn ít nhất phải 7 năm rồi đúng không? Thì các bạn thấy quá trình bị mụn thì lỗ chân lông nó sẽ hở ra rất là nhiều. Vì khi bị mụn chúng ta không lấy nó sẽ bị bít tắc bên trong. À, con mua cái thuốc này á là con thấy họ quảng cáo là sao mà con mua cái thuốc này về con bôi? Họ quảng cáo như thế nào? Là sao? Họ quảng cáo ra con thấy họ quảng cáo sao? Đỡ, thấy người ta quảng cáo đỡ mà mình sức nó không đỡ. Mình sức nó không đỡ. Tại vì cô vừa giải thích là không có một cái thuốc nào á, thuốc uống, thuốc hoa nào có thể làm cho mình cái nhân mụn nó tiêu biến được nhá. Mà chúng ta cần phải phương pháp lấy đúng không? Rồi khi da bị mụn thì nó sẽ yếu hơn da bình thường đúng không? Thì chúng ta lại còn phải phục hồi, để chạy dưỡng chất phục hồi nữa. Nha. Con hiểu chưa? Yeah. Đúng không? Chứ không phải tự nhiên da mình yếu mà nó thành khỏe được, đúng chưa? Vậy nên chúng ta càng bôi thuốc, mấy cái thuốc nội tẩy ấy, thì da chúng ta càng yếu. Càng yếu thì chúng ta càng phải phục hồi lâu. Đúng chưa con? Vậy thì bây giờ hiểu được rồi, chúng ta không xài thuốc này nữa nhé. Và cái thuốc này con mua ở ngoài hay con mua trong tiệm thuốc Tây? Mua trên mẹ. Mua trên mẹ. Thì con thấy cái review nó có tốt không? Con có đọc được những cái review tốt không? Không để ý đúng không? Nhiều bạn thì nói nè, tại vì con đọc con thấy cái review họ review tốt quá nên con mua. Thực ra thì chất lượng sản phẩm thì mình không có kiểm chứng được. Xài không đỡ mà thấy còn nặng hơn đúng không? Da càng ngày càng khô càng chóc nhiều, viêm nhiều hơn đúng không? Yeah. Vì da con yếu quá nó bắt đầu nó bị ăn luôn dưới da được. Đây là những cái mày này, bạn ấy sức cái thuốc ấy nó rất là khô. Con mua cái nọ thuốc đó là bao nhiêu tiền một nọ? 250. Con bôi được mấy nọ rồi? Mới có một nọ. Mới có một nọ. Còn một ít. Ừ. May mà con mua ít đấy, con mua nhiều này. Bây giờ nó bong bóng, nó phùng lên rồi. Bôi được mấy tuần rồi con? Một tuần rưỡi. Một tuần rưỡi. Nên là chưa bôi nhiều đấy, mua nhiều nó đổ bấy hết cái da rồi. Các bạn ơi, bạn mới sử dụng cái thuốc đó một tuần rưỡi nha, mà các bạn thấy da nó bong nhiều không ạ? Bong rất là nhiều luôn. Chúng ta thấy là bây giờ nó bong rất là nhiều. Bạn bè con có ai sử dụng thuốc này không hay có mình con sử dụng thôi? Mình có sử dụng. Làm hề có không ai có. Hay có một mũi mình con có. Con làm công việc gì? Dạ, gara ô tô. À, con làm gara ô tô. Nên cũng dầu nhớt bụi bẩn. Nói chung là nó cũng không ảnh hưởng kết quả điều trị mụn của con nhé. Có nghĩa là bình thường ấy con lấy 10 lần hết thì bây giờ con phải lấy 11 lần thôi. Có nghĩa là không ảnh hưởng nhiều nha con. Con cứ sức thuốc bình thường là được nhé. Sức thuốc bình thường ấy, con sức thuốc bình thường là ok rồi. Dưỡng tốt và cho da bớt khô nhé. Da càng khô thì nó càng dễ kích ứng, con dễ bị nổi mụn á. Nó khô nó mất cái độ cân bằng á. Là chúng ta dễ bị nổi mụn. Nó da nhờn quá thì cũng không được. Có nghĩa da chúng ta người ta nói là cân bằng cái độ dầu, không được nhờn quá mà cũng không được khô.
Anh con chào giúp em ấy, anh nhìn thấy anh chào bạn nào đi. Chào đi anh. Camera chào đi. Đó. Các bạn ở nhà thấy em mình hay là bạn bè mình ai đang bị độ tuổi mụn thì mà mụn nhiều, kể cả mụn mà các bạn đang nhiều thì các bạn khuyên là nên đi điều trị sớm, mụn càng để thì càng lây lan ra to hơn và viêm sâu hơn, và khi điều trị thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền. Hiền khuyên là tất cả các loại thuốc, mình không biết là thuốc đó đắt hay không đắt, mình không bàn tới là nó mắc hay nó không mắc, nhưng nếu mà nó thấy nốt tẩy ra thì chúng ta không nên dùng, có nghĩa là nó bong tróc ra như thế này. Các bạn nhìn thấy bong tróc ra như thế này nha, là chúng ta không dùng. Dù nó có nhiều tiền hay nó rẻ tiền mà thấy tróc ra là chúng ta không dùng. Tại vì phương pháp mà tróc ra cứ mỗi ngày chúng ta bôi thuốc mà tróc một xíu, cứ mỗi ngày tróc một xíu vô tình thì chúng ta tự phá vỡ cái cấu trúc biểu bì da. Da nó mỏng thì nó sẽ gây ra tình trạng này, mụn viêm nhiều, bị nám. Rồi những cái mụn đấy xong thì dễ bị thâm. Tại vì sức đề kháng da nó không có, khi gặp tia UV thì nó sẽ phá rất nhiều mụn. Nhất là con gái nó dễ bị nám, mà các bạn biết rồi, đã bị nám là hết chữa luôn, bị nhẹ nhẹ còn chữa được thì đã là nám chân sâu nám mảng thì các bạn hết chữa luôn nhá. Mà chữa nám thì phải nói là bệnh nhà giàu, phải là người nào thật có tiền, có tiền chữa nám cho các bạn, chứ không nói tôi nghèo thì chữa nám. Các bạn chữa mà các bạn dùng những phương pháp nội tẩy hoặc các bạn chấm bôi vào đó không bao giờ hết. Nguyên tắc điều trị nám hay mụn thì chúng ta muốn hết chúng ta phải phục hồi da, vừa điều trị vừa phục hồi da nha các bạn. Này hả? Các bạn biết là ngoài chân mụn nó ăn rất là sâu nha, nhưng mà mình lấy về thì nó sẽ không bị lây lan nè. Tại vì khi lấy xong bên mình sẽ có điện tím này, chúng ta sẽ có mặt nạ thuốc kháng viêm này, rồi chúng ta sẽ có chiếu đèn này, rồi chúng ta lại có thuốc bôi này, thì chắc chắn là mụn nó không lây lan nha các bạn. Mình lấy đến đâu thì mụn nó sẽ xẹp đến đó. Như con trai chào 17 bạn đang xem cái này nhé. Rất là nhiều nha các bạn.
cửa hàng nha, một lần là đỡ nha. Các bạn nhìn thấy một cái phồng cằm của bạn rất là nhiều, phải nói là nhiều chi nhiều chít luôn á. Chỗ này hơi cứng nha các bạn, chân rất là dài và cứng. Rất là cứng nha các bạn. Vân coi xem bạn nào bạn đang làm cho bạn Dung đi đâu rồi. Hỏi chi xem nó đâu rồi, đắp mặt nạ cho bạn Dung cái, nó đi đâu đâu ạ? Cục này cục nang nha các bạn.
hiện tại thì bên Hiền Vân khách rất là đông nha các bạn, tại vì gần Tết rồi, các bạn đi làm giờ này mới về, bây giờ là mấy giờ? 19:20. Khách rất là đông nha các bạn. Tại vì gần Tết rồi mọi người sẽ tranh thủ đi mua sắm, đi làm đi mua sắm xong giờ này bắt đầu về ghé Hiền Vân chăm sóc da. Còn lại sẽ thiếu xong kêu các bạn ở dưới pha cho. Chi vừa rửa mặt cho Hà đi Chi. Để Hà làm cho nhanh hơn cho. Thế nào bây giờ? Rồi, ok ra rồi. Còn những cục viêm mà chưa hết chân rồi em nhé. Mình phải nấy mấy lần nó mới hết. Mặc dù nấy về thì nó bớt không sưng đấy, nhưng mà nó chưa hết sạch chân đâu. Chị hay nói trên các buổi live á, nấy mụn viêm là phải nấy mấy lần nó mới hết. Bôi thuốc vào. Đấy ạ. Mới pha này nó chưa có sánh vào đúng không? Yeah. Quét một lớp đi rồi tí quét lớp nữa để cho nó sánh lại tí, đã 5 phút sau quét lớp nữa đi. Xếp ba phòng kín hết khách đi. Vâng, một tí nữa. Như hả, thì cầm cái tay hết. Còn cầm cái này ngay, hết ra phòng. Quay hết ra phòng. Tí thôi em, tí nữa. Quá trời nhiều luôn ạ. Chúng ta sẽ lấy cái cục đồ đen này trước và chúng ta sẽ tiến sang chúng ta lấy cục đá viên to này. Rất là dài nha các bạn, dài mênh mông luôn này. Rất là dài luôn.
Thật là ra. Ôi. Xong rồi. Để ăn đi chị này mới có phim nữa. Đây là những cái khúc nang các bạn, bên trong thì da nó đã bị hoại tử rồi. Các bạn thấy cái phần nhầy nhầy không ạ? Và thường những cái phần này ạ, lấy xong nó có một cái lỗ rất là bự. Rồi, em tắt lại ra, tắt lại chị ra. Tắt lại em quay ra cái phòng này. Đấy, cái phòng này em sẽ cầm máy ra em quay đi. Đây, em không thấy cái phòng này. Xong rồi. Ok, tắt rồi. Rồi, xong rồi. Còn sao em gái nha. Dạ. Được quá.